Trần Đình và Nguyễn Huệ. Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay có một bức thư rất đặc biệt đến từ miền Trung, chính xác là đến từ Huế, nên chương trình phải liên hệ với một giọng đọc Huế chính hiệu. Và sơ Huệ sẽ có thể cất lời để cho những ai chưa một lần đến Huế được nghe cái giọng ngọt ngào của Huế mộng mơ không? Chào quý vị thính giả của Vatican News tiếng Việt. Trong những ngày vừa qua, cả miền Trung của quê hương Việt Nam phải hứng chịu những trận bão lũ liên tiếp. Mang trong mình dòng máu Việt Nam, hàng ai cũng phải xót xa khi nhìn thấy những đồng bào của mình đang phải oằn mình trước những khó khăn của cuộc đời. Và hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự của một sơ đến từ dòng Mến Thánh Giá Huế với những thao thức cũng rất Huế. Bức thư bắt đầu như thế này. Tiếng mưa xối xả bên ngoài, tiếng gió rít từng cơn qua từng then cửa sổ. Đêm tháng 10 ở Huế canh cánh lòng người. Họ nói Huế buồn lắm, cứ mỗi đồ tháng 10 là buồn thủi đất thủi ruộng. Mà không riêng chi Huế, toàn dải đất miền Trung cứ mỗi đồ tháng 10 về lại đón những cơn mưa kéo dài như bất tận và những trận bão, trận lụt ập tới bất ngờ. Rửa mới nói không có chi lạ khi các ôm các mề xưa hay rủ rỉ với con cháu, tháng mân côi được trôi đầy đồng. Đó, quý vị và các bạn có nghe thấy rửa mới nói không? Có nghĩa là thế mới nói không có chi lạ khi các ông các bà xưa hay rủ rỉ với con cháu, tháng mân côi nước trôi đầy đồng. Và sơ tiếp tục rằng, miền Trung đón một mùa lũ mới khi mà hậu quả của cơn bão số 5 chưa kịp khắc phục. Những mái nhà bị bão cuốn bay, chưa kịp lợp lại, giờ phải đón mưa ảo ạt tới. Vườn thanh trà bị bứng tận gốc, chưa kịp dựng lên, giờ nằm im lìm trong dòng nước lạnh buốt. Mấy ôn mấy mẹ, mấy ông mấy bà, mới đi tránh bão trừ lại phải chạy lụt trong đêm khuya. Thương tụi trẻ con, mùa khai giảng vừa xong thì lại nghỉ học liên miên vì bão về, lũ tới. Và cám cảnh biết bao khi nhìn dáng ba mạ mới thao thức vì thiệt hại của trận bão, giờ lại lúi húi thu vén được những chi có thể khi tin lũ về. Nước lên, nhìn dáng ba bất lực nhìn con nước cuốn, thấy nước mắt mạ rơi khi nước chảy tràn, mà thương cho người dân miền Trung cơ cực. Một em trong nhà nói với tôi, chị ơi, mà em nói lúa mới cắt xong chưa kịp bán, chứ lục vô chắc hư hết con à, chị nhớ cầu nguyện cho nhà em chị nhé. Chắc câu này con phải dịch lại rồi. Một sơ trong nhà nói với sơ ấy rằng, chị ơi, mạ của em, nghĩa là mẹ của em, nói rằng lúa mới cắt xong chưa kịp bán. Bây trừ có nghĩa là bây giờ lụt vô chắc hư hết con à, chị nhớ cầu nguyện cho nhà em chị nha. Nghe em nói, thấy đôi mắt em buồn mà xót xa. Giáo sứ của em nằm bên cạnh dòng sông Ô Giang, một vùng chiêm trũng của Quảng Trị. Cứ tháng 10 về là mọi người lại chuẩn bị chạy lụt. Em nói tuổi thơ em quen với lục lồi và bão tố. Những ngày dài sống chung với lũ, ngủ trên nước lũ, ăn mì tôm qua ngày là ký ức của tuổi thơ em. Có lẽ những bấp bênh của cuộc sống đã hung đúc nên em, cô bé nước da ngăm đen, dáng người mạnh khảnh nhưng tràn đầy nghị lực sống và luôn vui tươi dù cuộc đời nhiều giông tố. Những ngày mưa lũ, cả tỉnh Quảng Trị và rất nhiều nơi ở Huế chìm trong biển nước. Làng xóm bị cô lập, con nước lên theo từng phút từng giây. Sông Hương ngày thường hiền hòa biết mấy, nhưng khi lũ lên thì nước sông như gào thét và cuốn trôi tất cả những gì nó đi qua. Tôi thường nghe nói, hiền như nước mà cũng mạnh như nước. Lũ mà về, nước mà lên thì nó nuốt sạch từ nhà cửa rồi đến cây cối và con người nữa. Không thương răng được khi nhìn cảnh mẹ già ngồi treo leo trên mái nhà trong cơn mưa tầm tạ, còn bên dưới nước không ngừng chảy xiết. Cảm cảnh lắm khi nhìn hình ảnh người chồng gào khóc mà lực bất tòng tâm, khi nhìn dòng xoáy cuốn trôi người vợ cùng đứa con chưa kịp chào đời. Tôi đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh những thuyền viên trên con tàu mắc cạn tại biển cửa Việt, hướng ánh nhìn cầu cứu lên đất liền trong cái hy vọng mỏng manh.
Lúc ấy sư sống mới quỳ giả biết bao. Rồi tiếng khóc của người mẹ trẻ khi nhận hôm tin chồng gặp nạn trong hành trình đi khảo sát tình hình tại công trình thủy điện Rào Trăng Ba. Cậu con trai 2 tuổi của anh chỉ mới đến trường nhập học được vỏn vẹn 1 tháng. Có lẽ khi lớn lên, tháng 10 sẽ là tháng nhiều thương nhớ của nó. Trời mưa liên tục trong 5 ngày, nước từ trời xuống, nước từ nguồn đổ về và cả nước mắt chảy dài khiến lòng người ra tê tái. Ngày đầu tiên ngừng mưa, nước có dấu hiệu rụt. Một nhóm các linh mục và các chủ chúng sinh di chuyển từ tòa giám mục Huế xuôi theo đường quốc lộ để đến một xã bị lụt sâu ở Hải Lăng, Quảng Trị. Phải đến tận nơi, người ta mới thấu được cái đau thương và cơ cực của những con người phải chiến đấu trong vùng lũ. Khi các cha đến, nước vẫn còn đang rất cao và dòng chảy dữ dội, nên chiếc thuyền bị trôi theo dòng chảy ra giữa dòng sông. Và phải đến 500 mét, người lái thuyền mới có thể cho thuyền quay lại và nổ máy đi về phía ngôi làng. Đúng là phải đến tận nơi người ta mới hiểu được những cái đau thương, những cái cơ cực của những người phải chiến đấu trong vùng lũ, đúng không? Dạ. Và một cha trong đoàn chia sẻ rằng, khi đi vào trong làng, các cha và các chú phải xuống thuyền, lội nước sâu để vào tận nhà dân. Món quà các cha đem đến với họ là những gói bánh lọc, những cái bánh bông lan để họ có thể ăn mà không cần qua chế biến. Đây là những thứ bánh rất là phổ biến và bình dân tại Huế. Và nhìn cảnh ông cụ cầm gói bánh lọc trên tay, rưng rưng nước mắt vì nhiều ngày không có chi lót dạ, lòng cha nghẹn ngào. Nghĩ lại chính mình mới hiểu, khi đầy đủ chẳng thấy cần chi, đôi khi đến Chúa cũng không cần. Đến tận lúc không còn chi thì chỉ những điều nhỏ bé cũng làm lòng mình no đủ. Một cử chỉ ân cần dù là rất nhỏ trong mùa khó khăn cũng mang lại giá trị an ủi và để lại cho ta những cảm nghĩ sâu sắc biết chừng nào. Sau những ngày mưa lụt, nước rụt dần, mọi người lại xuống tay để dọn lũ. Chị em chúng tôi cũng bắt đầu những chuyến hành trình để đến chia sẻ với người dân 2 tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị. Trong đó có cả những gia đình của chị em chúng tôi. Em lại nở nụ cười và nói với tôi, mai chị dạo cho em được về nhà phụ ba mà dọn lụt chị à. Tôi cũng muốn đi với em, nhưng điều kiện không cho phép, nên chị nói với em là chị gửi lời thăm ba mà nha. Em cười hiền bảo, ba mà em có biết chị không chị? Tôi cười đáp rằng, trong gian khổ, tất cả là anh chị em, chị sẽ tiếp sức cho mọi người bằng lời cầu nguyện và tình thương dạt dào. Đúng rồi, mọi người sẽ tiếp sức cho Huế bằng tình thương và lời cầu nguyện. Và khi Huế đã tạm ngưng những cơn mưa, đêm Huế dường như tìm lại được một phần sự êm ả thủa nào, thì tôi là sơ đó, thì tôi lại nhận được tin từ gia đình mình. Mẹ tôi bảo, những đêm qua mẹ thấp thỏm nghe tin lũ lụt ở Huế, trừ bố mẹ lại phải thức trắng đêm để dọn nhà vì lũ đang đổ về quê mình. Trời mưa to, nước lên nhanh, chỉ trong một đêm mà nhiều gia đình trong xóm tôi, nước đã dâng lên ngang cửa sổ. Cái lạnh đêm mưa cùng với cái lạnh của tiết trời đầu đông làm thân già của mẹ như quỵ ngã. Tôi chưa kịp nói gì, mẹ đã bảo tôi tắt điện thoại để còn tiết kiệm điện. Lỡ may mấy anh chị gọi điện thoại về mà không được thì lại lo lắng. Tiếng mẹ thở dài từ bên kia điện thoại làm lòng tôi thêm nặng trĩu. Quãng đường từ Huế về Hà Tĩnh chẳng bao xa, nhưng giữa mùa mưa lũ, đường về quê dài như vô tận. Tôi tự hỏi, làm cách nào để chúng tôi, những đứa con xa quê có thể trở về khi nước đã đầy cả con đường chúng tôi đi, và giữa mênh mông biển nước, tìm đâu được nóc nhà nào là nóc nhà của chúng tôi. Tìm đâu được nóc nhà nào là nóc nhà của chúng tôi. Tìm đâu ra quê hương Việt Nam của chúng tôi giữa dòng nước này. Tôi vẫn nhớ có lần em kể với tôi, lũ nhóc quê em hay chọc nhau. Thu đi để lại lá vàng, lũ đi để lại múa ngang vung nón. Còn đang tập đọc giọng Huế đó. Và tôi tự nhủ, ngày em vào lại dòng, tôi sẽ nói với em rằng, thu đi để lại lá vàng, lũ đi để lại múa ngang yếu thương.
Nói giọng Huế vậy được không sao? Dạ được, rất là tốt. Và À. dù không thể trở về nhà lúc này, nhưng lòng tôi vẫn trào dâng một niềm an ủi, vì tôi tin rằng cuộc đời này còn rất nhiều điều kỳ diệu, và trong niềm tin ấy, tôi cầu nguyện mong mọi người sẽ luôn được bình an. Thương lắm miền Trung, thương lắm quê hương dấu yêu của tôi. Gửi cho những ai nặng lòng với Huế, gửi trọn tình với những người dân quê tôi. Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sông Ba Đào xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với ta tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống này thuyền con sắp tan giữa dòng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Cho Con Thấy Chúa, sáng tác và thể hiện Sơ Hiền Hoàng. Và xin quý vị và các bạn tiếp sức cho bà con ở vùng lũ đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn bằng một lời cầu nguyện, bằng một lời động viên và bằng những giúp đỡ cụ thể. Cảm ơn Sơ với bút danh Núi Đất đã gửi những tâm tình của Sơ về cho chương trình. Ước gì Radio Tâm Ca như một cầu nối những tâm hồn, để trong niềm vui và gian khổ, chúng ta lại đứng gần nhau và có thể bước đi trong hy vọng. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Một lần nữa cảm ơn Sơ Nguyễn Huệ với giọng Huế rất là trong trẻo đã cùng đồng hành với con trong chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.